Kia Tisak, tôi không ngờ Việt Nam thành công nhanh đến thế. Tôi không bất ngờ với thành công của UE Việt Nam vì họ đã chuẩn bị 10 năm cho điều này. Trên khía cạnh thể thao, tôi phải chúc mừng họ, nhưng tôi thừa nhận rằng là không ngờ Việt Nam lại thành công nhanh đến vậy. Cựu huấn luyện viên tuyển Thái Lan nói trên Matichon trong bài trả lời phỏng vấn về những thành công của bóng đá Việt Nam. Khi còn là huấn luyện viên các đội tuyển, tôi từng nghĩ phải 10 năm nữa Việt Nam mới có được như bây giờ. Nhưng không chỉ 6 đến 7 năm sau, họ đã vô địch cả AFF Cup và SEA Games. Những cầu thủ của họ cũng chỉ khoảng 22 đến 23 tuổi. Zico Thái từng nhận xét phải 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan. Trong 2 năm qua, bóng đá Việt Nam liên tiếp gặt hái được những thành công trong khu vực, mà mới nhất là giành huy chương vàng ở SEA Games 30. Tuy nhiên, Kia Tisak vẫn tin rằng U22 Việt Nam không hề vượt trội hơn Thái Lan, dẫu Trang Siêu Úc bị loại ngay từ vòng bảng. Việt Nam vô địch nhưng không trội hơn Thái Lan, họ không thắng được Thái Lan và tôi nghĩ chúng ta lẽ ra phải thắng trận đó. Dù sao, Thái Lan vẫn chơi tốt tại SEA Games. Tôi cho rằng Thái Lan hiện có những cầu thủ trẻ rất tốt cùng nhiều ngôi sao đang lên. Họ có cơ hội để phát triển hơn nữa. Giờ đây, họ cần nhanh chóng trở lại. Kia Tisak phát biểu, các cầu thủ trẻ Việt Nam và Thái Lan sẽ lại có cơ hội phân tài cao thấp khi cùng góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1 năm 2020. Thái Lan tham gia với tư cách là đội chủ nhà, trong khi Việt Nam tới với giải trong vai trò là đương kim Á quân. Bầu Hiển thưởng U22 và tuyển nữ Việt Nam 4 tỷ đồng, tiết lộ khó khăn khi lấy Văn Hậu dự SEA Games. Cụ thể, Bầu Hiển thưởng U22 Việt Nam 2 tỷ đồng và thưởng tuyển nữ Việt Nam số tiền cũng tương tự vì thành tích đoạt huy chương vàng SEA Games. Cũng trong buổi gặp mặt này, Bầu Hiển nói về khó khăn khi đàm phán với câu lạc bộ Heerenveen để đội bóng Hà Lan chấp nhận cho Văn Hậu thi đấu tại SEA Games 2019. Câu lạc bộ Hà Lan không đồng ý cho Văn Hậu về SEA Games thi đấu, nhưng tôi nói rằng điều kiện tiên quyết trước khi đàm phán là đòi Văn Hậu phải được về thi đấu tại SEA Games. Nếu không thì có trả hàng trăm triệu đô tôi cũng không chấp nhận đàm phán. Ông bầu tâm huyết của bóng đá Việt Nam tiếp vào với bóng đá, trước hết phải có tình yêu và niềm đam mê thì mới đồng hành được, chia sẻ được những lúc vinh quang, đau khổ. Vì bóng đá có những thời kỳ rất đau khổ, không chỉ là tiền mà còn có rất nhiều khó khăn, cơ cực và cả tiêu cực nữa. Nhưng nếu có tình yêu thì sẽ cùng nhau quyết tâm vượt qua và có vinh quang như ngày hôm nay. Văn Hậu, sắp tới là quãng thời gian quan trọng của sự nghiệp. Tối 11 tháng 12, U22 Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội, kết thúc hành trình đầy cảm xúc tại SEA Games với tấm huy chương vàng lịch sử sau 60 năm chờ đợi. Trong khi đồng đội U22 Việt Nam ăn mừng và hàn huyên với gia đình, thì đoàn Văn Hậu phải trở lại Hà Lan hội quân cùng câu lạc bộ chủ quản SC Heerenveen. Hậu vệ người Thái Bình có một kỳ SEA Games rất thành công khi đóng vai trò người hùng, cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết với Indonesia, cho biết anh thu được rất nhiều sau gần một tháng thi đấu ở U22 Việt Nam. Điều này giúp Hậu tự tin hơn nhiều trong cuộc cạnh tranh xuất đá chính tại Hà Lan sắp tới. Kết thúc một kỳ SEA Games thành công tốt đẹp, sắp tới sẽ là quãng thời gian quan trọng đối với sự nghiệp của tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ, Văn Hậu chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Đúng như thừa nhận, người hùng trận chung kết gặp U22 Indonesia, SEA Games là giải đấu thành công, giúp Văn Hậu tự tin trở lại ở SC Heerenveen với một tâm thế hoàn toàn khác. Màn trình diễn ở SEA Games cũng giúp Văn Hậu ghi điểm với đội bóng xứ sở Hoa Tulip và việc cầu thủ người Thái Bình lần đầu tiên được ra sân ở giải vô địch quốc gia Hà Lan chỉ là vấn đề thời gian. Thực tế, sau mỗi trận ra sân ở SEA Games, câu lạc bộ SC Heerenveen đều gửi lời chúc mừng tới Văn Hậu, đặc biệt là sau trận chung kết thắng Indonesia với tỷ số 3-0 với cú đúp đẹp mắt của Văn Hậu. Báo chí Hà Lan đã lên cơn sốt với hậu vệ của U22 Việt Nam. Cơ hội ra sân của Văn Hậu tại Hà Lan đang trở nên rất rõ ràng, không chỉ bởi sự trưởng thành của cầu thủ chạy cánh mà còn là từ lời phát biểu trước đây của huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ SC Heerenveen. Huấn luyện viên Johnny Jansen của câu lạc bộ SC Heerenveen cho biết cân nhắc sử dụng Đoàn Văn Hậu trước khi kỳ nghỉ lễ diễn ra vào cuối năm nay. Tôi có thể sử dụng Văn Hậu trong những trận đấu vào tháng 12. Cũng như nhiều tài năng khác, SC Heerenveen đang có định hướng phát triển Văn Hậu. Khi thời gian chín muồi, cậu ấy sẽ được trao cơ hội. Tôi tin đây là bước đi đúng đắn của SC Heerenveen dành cho Văn Hậu, huấn luyện viên Jansen nói. Văn Hậu không tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Điều này khiến người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối, nhưng đây cũng là cơ hội để hậu vệ sinh năm 99 tập trung cho mục tiêu được thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Tiết lộ, thầy Park dành kỹ bài đá 11m, nhưng U22 Việt Nam đã giải quyết Indonesia quá nhanh. Các cầu thủ U22 Việt Nam gần đây không có duyên với những quả đá 11m. Hùng Dung đã hỏng quả penalty trước Indonesia tại vòng loại World Cup. Tấn Sinh cũng không thành công khi gặp U22 Thái Lan cho dù thủ môn đối phương sau đó bị trọng tài bắn lỗi. Bóng đá Việt Nam cũng từng vài lần phải nhận thất bại trên chấm 11m dưới thời huấn luyện viên Pang Seo trước UAE ở ASEAN 2018.
và trước Curacao tại King Cup. Chính vì thế, ngoài các bài tập dứt điểm từ mọi tư thế, mọi vị trí, thì thầy Park giáo diết yêu cầu học trò luyện đá 11m trong buổi tập cuối cùng trước trận chung kết SEA Games. Nhà cầm quân người Hàn Quốc lo ngại sự toan tính của hai đội trong một trận đấu quan trọng rất dễ dẫn đến loạt đấu súng. Nhưng cuối cùng, U22 Việt Nam đã giải quyết trận đấu chỉ trong vòng 90 phút. Lần lượt, Văn Hậu rồi Đỗ Hùng Dũng khiến Indonesia phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần. Thời điểm tỷ số được nâng lên 3-0, dù thời gian vẫn còn, nhưng dựa vào thế trận, nhiều nhà chuyên môn đã khẳng định U22 Indonesia hoàn toàn hết hy vọng lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, thời gian tới, chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ còn tiếp tục dành thời gian trong các buổi tập để luyện thêm cho các học trò về đá 11m. Bởi trước mắt là giải U23 châu Á, nơi mà các trận đấu dự báo sẽ khốc liệt hơn nhiều và mọi cơ hội nhỏ nhất cũng phải được tận dụng một cách tối đa. Ngoài ra, trong trường hợp mà U23 Việt Nam lọt vào vòng loại trực tiếp, loạt đá luân lưu 11m là lựa chọn không tồi nếu phải gặp những đối thủ quá mạnh. Báo Trung Quốc dùng từ quá sốc để mô tả cảnh fan Việt Nam ăn mừng huy chương vàng SEA Games. Ngày 11 tháng 12, website sport.163 của Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh phản ánh bầu không khí lễ hội của cổ động viên Việt Nam sau khi thầy trò ông Park Hang-seo chinh phục tấm huy chương vàng lịch sử ở đấu trường SEA Games. Tờ báo Trung Quốc đặt tiêu đề: Quá sốc, Việt Nam thắng hủy diệt ở chung kết SEA Games, người hâm mộ đã hân hoan mở hội. Sport.163 đăng tải khá nhiều hình ảnh cực kỳ ấn tượng về bầu không khí ăn mừng của cổ động viên Việt Nam ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người dân đổ ra đường ăn mừng, tạo thành những biển đỏ và điều đó khiến tờ báo của Trung Quốc cảm thấy choáng ngợp. Giải SEA Games đã thu hút được rất nhiều sự chú ý tại Việt Nam. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều màn hình lớn được lắp đặt giúp người hâm mộ tận hưởng trận chung kết. Sau trận đấu, người hâm mộ Việt Nam ăn mừng trên toàn quốc. Một số tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh lại tắc nghẽn và biến thành biển đỏ. Niềm vui của người hâm mộ Việt Nam cũng tăng lên khi họ giành vô địch ở cả nội dung bóng đá nữ. Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã trỗi dậy mạnh mẽ và có những bước tiến thần tốc. Năm 2016, họ bắt đầu ghi dấu ấn từ việc lọt vào vòng chung kết U20 World Cup 2017. Một năm sau đó, họ lập kỳ tích giành Á quân tại giải U23 châu Á. Để rồi, bóng đá Việt Nam tiếp tục chinh phục nhiều cột mốc khác như lọt vào bán kết ASEAN, vô địch AFF Cup, tứ kết Asian Cup, vô địch SEA Games. Website sport.163 viết: Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Sau khi có kết quả bốc thăm, AFC cũng đã công bố địa điểm và thời gian cụ thể các trận đấu vòng bảng cũng như các trận đấu vòng knockout sau đó. Với U23 Việt Nam, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ thi đấu 2 trận vòng bảng ở sân Chang Arena của câu lạc bộ Buriram United, đội bóng cũ của tiền vệ Lương Xuân Trường. Đây cũng là địa điểm tổ chức King Cup 2019 vừa qua với sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, đoàn quân của ông Park Hang-seo sẽ gặp U23 UAE và U23 Jordan tại Chang Arena. Do các trận đấu cuối cùng diễn ra cùng lúc nên các cặp đấu ở mỗi bảng phải thi đấu tại hai địa điểm khác nhau. Theo công bố của AFC, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Triều Tiên tại chảo lửa Raja Mangala ở thủ đô Bangkok trong lượt trận cuối cùng này. Nếu kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng D, U23 Việt Nam sẽ thi đấu vòng knockout tại sân Raja Mangala. Ngày 10 tháng 1 năm 2020, 17:15, sân Chang Arena, Việt Nam với UAE, 20:15, sân Chang Arena, Triều Tiên, Jordan. Ngày 13 tháng 1 năm 2020, 17:15, sân Chang Arena, UAE với Triều Tiên, 20:15, sân Chang Arena, Việt Nam với Jordan. Ngày 16 tháng 1 năm 2020, 20:15, sân Raja Mangala, Việt Nam với Triều Tiên, 20:15, sân Chang Arena, UAE với Jordan. I wanna see.